Cần số này nó có nhiều cái chức, rất là nhiều cái chức năng của cái cần số này, nhìn thấy nè, rất pro luôn ha. Cái màn hình nè, lăn vào con nhìn thấy không, rất là chất. Cái cánh cửa nó mở nè, nhìn thấy đây nè, cánh nào là nó sẽ hiện báo lên cánh đó luôn ha. Còn cái này cái gì giống như băng cassette luôn, còn cái ghế này như ghế chính điện này. Cái này nó phải từ 8 tới 10 cái túi khí ha. Cái kích thước lốp bánh này rất là lớn luôn. Và anh em giúp cho Pháp Anh là comment bên dưới và bình luận cái xe này coi có thể là 100 cây nó tiêu thụ bao nhiêu lít. Chào tất cả anh em nè, thì bây giờ mình cũng mang cái xe này đi rửa, nói chung là đi tẩy rửa. Trong quá trình tẩy rửa thì mình sẽ review cho anh em xem về cái chiếc xe này ha. Xe rất là ok, số tự động. Về cái khu vực trong cái nội thất của xe này rất là chất luôn này. Từ cái cần số này em nhìn thấy nè, từ cần số này nó có nhiều cái chức, rất là nhiều cái chức năng của cái cần số này, nhìn thấy nè, rất pro luôn ha. Tốc độ tăng tốc của cái xe này rất là đã luôn này. Màn hình này. Khu vực về cái khu vực đây nè, rất là nhiều nút mình chưa biết là chức năng của nó có những cái gì mà mình chưa biết tới luôn. Có thể là một lát nữa mình sẽ review cho anh em về cái những cái nút này ha. Một cái nút này cầm rất là êm, máy lạnh thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Có bạn chúc mừng cho anh em mà con nào mua được cái xe này về đi gia đình ha. Cho anh em xem về cái góc cạnh của cái nội thất xe này một chút xíu ha. Xe này thì tính năng của nó thì rất là nhiều. Ví dụ như là khi mở cửa là có những cái cánh cửa nó mở, anh em nhìn thấy đây nè. Cánh nào là nó sẽ hiện báo lên cánh đó luôn ha. Rất là nhiều đó, thấy không? Thấy không? Rất là nhiều tính năng trên cái chiếc xe luôn. Thì về cái túi khí của xe này thì mình để mình Pháp Anh cùng anh em mình kiểm tra luôn ha. Trước tiên mình đi ra ngoài một chút xíu ha. Thì anh em mà con cũng thấy rồi, một cái mẫu xe màu đỏ rất là đẹp luôn. Anh em mà con cùng Pháp Anh đi quanh một cái xe một chút xíu ha, xem nó như thế nào. Rất là ok luôn, xe được đi dàn tem luôn. Xe này có chầy xước cũng lòng vòng 5-3 chỗ, nhưng mà Pháp Anh muốn đi im như vậy luôn. Ví dụ như là không dám dặm, tại cái xe này thật sự ra bà con mà đưa thợ sơn mà thợ sơn không chuẩn là người ta sẽ dặm nó rất là xấu. Cho nên là thà mình đi im như vậy, mình đi im như vậy mình đi nó còn có lý hơn. Chứ còn bây giờ mà mình dặm nó nhiều màu, và con thấy Pháp Anh đang chạy cái xe ra ngoài nắng mà nó, khi mà mình phơi cái chiếc xe là ra ngoài nắng nó một màu một. Chứ còn bây giờ mà con mà ví dụ như thấy chày xước chỗ này và con dặm vô thì nó sẽ làm cho cái xe mình nó tùm lum màu hết. Cái mẫu xe 325 này là cái phần đèn này, rất là đẹp luôn. Về phần đít này thì không có chày xước, không có cái gì hết, rất là đẹp. Cái xe này nó xài bằng cốp điện, đây là có nút cốp điện ở đây ha. Đó, cốp điện mình chỉ cần bấm nút là nó sẽ ra. Đó, về cái phần những cái chi tiết ví dụ như là góc của xe này, mình đi chi tiết một chút xíu để cho bà con mình có thể ở xa, ví dụ như kết thì có thể là sẽ mua luôn ha. Rất là đẹp. Đồ nghề của xe thì nó có cũng lung tung hết, ví dụ cái này cái gì thì không biết. Ồ, cái này cái gì với băng cassette rồi, còn thấy băng đĩa rồi lum hết, nhiều học lắm ha. Mấy cái chức năng của mấy cái xe này nó nhiều thứ lắm, mình không có nắm được đâu. Bánh riêng cho xe,
sơn zin xe này mình thấy còn rất là nhiều bà con ạ. Xe này sơn zin còn rất là nhiều luôn. Ở đây túi khí nè, biết là rõ không, thấy rõ đây cái túi khí nè. Xe nào khoan không biết, khoan số đáng chắc cái xe này nó phải từ 8 tới 10 cái túi khí ha. Để mình chui trong xe mình ngồi cái ha. Trong này người ta để tùm lum đồ, cái gói cà phê ha. Xe này nó có nhiều mấy cái chức năng, ví dụ như là mấy cái nút sạc, ôi sạc là bao la luôn, muốn cắm chỗ nào thì cắm, rất là nhiều. Để mình kiểm tra cái ha. Ở đây là túi khí đây nè, để mình khám phá với cùng bà con ha. Đây là cái túi khí này, túi khí nó nằm ở trong cái khu vực này, mình không biết nhưng mà mình biết là nó nằm ở trong cái khu vực này, khi mà nổ nó sẽ tỏa ra khu vực đây ha, nó sẽ tỏa ra khu vực này nè, túi khí nó nhìn theo. Còn đây là đèn. Ở đây túi khí nè, rất là nhiều. Một chiếc xe có 100 mấy chục triệu thôi mà túi khí quanh mình luôn. Ở đây là cái loa ha. Còn cái này là hình như là nó xài bằng điện nè. Mình không biết cái chức năng nằm đâu nhưng mà mình thử tí xíu nữa mình sẽ thử bấm nó xuống ha. Để mình không biết nó nằm đâu nhưng mà thôi kệ đi. Để mình kiểm tra nó sau đi. Đó là túi khí đó. Còn cái ghế da này da zin theo xe nha. Da zin theo xe. Đó. Tha hồ để đồ luôn. Cái này chắc mình nghĩ nằm đây nè. Đây nó rồi nè. Đó. Rất là nhiều chức năng ha. Đó, da zin ha. Đó, da xịn theo xe luôn. Nhưng mà nó bị chóc chóc này nhưng mà nó là da zin kệ nó anh em ạ. Còn cái sàn này thì người ta lót 5D rồi. Không lo về cái vấn đề đó. Sơn zin đã không? Đây túi khí nè. Túi khí không? Này là mấy cái mã số gì mình cũng không biết ha. Là những cái phần góc cạnh của xe là sơn zin nó đẹp lắm. Đó, ghế, ghế da nè. Đây là cái nút ưu tiên không? Đây là nút những cái dàn nút kính bấm lên xuống. Còn nút cái gì đây? À rồi rồi rồi, mình phát hiện rồi bà con ạ. Cái nút này nè. Cái nút này là nút đây, đây 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 đây. Mình phát hiện cái đồ chơi này, đây mình bấm cái nút đó là cái chỗ này nè bà con. Bà con sẽ thấy nó có cái hiện tượng lại sẽ xảy ra. Đây 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 đây. Thấy không? Mấy cái xe này nhiều chức năng lắm, thật ra mình cũng không có tìm hiểu hết được đâu. Tại vì tuy là một cái xe đồ thấp thôi, đời thấp thôi. Đời có 203 gì thôi nhưng mà chức năng của nó thì quá trời luôn. Ở đây là cái giấy tờ của xe cỏ luôn ha. Biển số 79D ha. Xe này thì bên Phan mua, bà con mua Phan sẽ bao rút cho bà con ha. Quản lý là 79 luôn. Bên đúp MB đúp 3251 đợi 23 ha. Xe này dòng này không liên hạn nha. Và hết ngày đăng kiểm là 22 tháng 6 năm 21 nha bà con ạ. Dòng cơ, động cơ, số chỗ ngồi 5, động cơ xăng. Động cơ của nó là 2.49. Vậy là xe này là động cơ gần như 2.5 ha anh em ha. Còn cái trong này cái bảo hiểm của xe ha. Còn Phan anh thấy trong này nó có những cái giấy tờ của xe này. Nhà là hướng dẫn toàn là tiếng Anh thôi, mình không biết đọc. Cái này bà con là biết đọc thì bà con tự nghiên cứu nha. Đây túi khí nè. Quá trời túi khí ha. Còn cái ghế này như ghế chính điện nè. À ghế chính điện bà con nè. À, chức năng của xe đó. Ghế chính điện, còn cái ghế này như là chạy ra nhà vô được nè. Chạy ra nè. Đó. Ồ, nó nhích lên nhích xuống luôn. Là mấy cái chức năng này xuống bình thường ha. Như mình đi qua cửa bên này coi. Còn cái tính năng gì nữa không ha? Chốt cửa sao? À, không chốt. Đây là cũng túi khí,
nhiều túi khí thiệt á. Cái chỗ này sơn zin nó đẹp thiệt, cái xe mà sơn zin thì nó đã vỏ lớn thiệt cái nhá, nó là mâm thắng thắng đĩa luôn ha. Vỏ nó còn mới, mấy cái này là người ta dán chế thêm, ví dụ như bà con không thích thì bà con có thể xé nó lột ha. Còn cái tem này vậy, còn mấy cái nút này nút gì mình không biết luôn nha. À cái gì mà tùm lum hết nè, bấm cái nó nhảy nhảy lung tung hết. À cái này nâng ghế ha, mà con thích nâng là bấm này lên, nâng lên nè, ghế nè, toàn bộ là ghế chính điện hết ha. Nó là chức năng của xe của nó. Xe này nó có hai cái gọi là cái bàn, đây là bàn thắng này, nên là bằng ga ha. Đây là cái khu vực chỉnh đèn điện vậy thôi. Mình sẽ đi cái cốt thôi. Cái km này đi thì cũng ít thôi không? Nhỏ không? Nó 157.000 thôi. Cho anh em nâng cái gầm lên để mình kiểm tra cái gầm, để mình có thể biết được cái gầm của cái xe bà con mình mua cái con này ha, để mình mua và khi nó cũng an tâm hơn. Ví dụ như anh em ở xa có thể chuyển tiền hoặc chuyển cọc nó cũng an tâm hơn ha. Nhưng mà em nên khuyên bà con cứ nên đến trực tiếp đi, tại vì xe cộ mà, tại vì mấy cái đồ cũ này nó không như đồ mới. Mới thì bà con có thể chuyển tiền, nó là mới tinh, còn cái này đồ cũ. Đối với Pháp Anh thì anh phải coi, nhiều khi Pháp Anh kêu xe này chuẩn nhưng mà bà con này kêu nó không chuẩn thì mất công lắm, cho nên là cũng rất là khó nói. Cho nên là có anh khuyên, ô cái xe này dòng cầu sau ha, mình phát hiện là cầu sau, những cái xe khác là nó là cầu hoạt động cầu trước, mà xe này nó lại đẩy bằng cầu sau ha. À vậy xe này nó tới hình như là hai cầu luôn hay sao ta, để một lát mình kiểm tra cho bà con xem luôn ha. Pháp Anh cùng bà con khám phá về cái con xe này một chút xíu về cái gầm ha. Thì trước tiên mình sẽ kiểm tra vô cái phần hầm máy ha. Đây. Cái cục này cục gì mình cũng không biết luôn. Đó. Hầm máy và đây là những cái chân. Cái xe này cái nhún của nó nhìn nó cũng rất là hay, kết cấu rất là lạ ha. Đây là cái lát. 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 Và đây là cái ti hơi ha. Cái bô nó còn rất là đẹp. Đây là những cái ống gọi là ống xăng ha. Nhìn thấy không? Nhìn cái đúng là cái dòng này, cái tôn của nó nhìn chất lượng thật đó. Cái sắt của nó nhìn nó cũng đã luôn. Thấy không? À, cái này là cái hộp số này. Hộp số, đây là cái hộp số ha. Xe này nó xài bằng cầu sau nha anh em. Cầu trước không có nè, anh em nhìn cái lát không có. Lát không có ha. Bên này không có lát. Đây là cái động cơ của nó ha, khô ráo, mà nhìn ha, khô ráo luôn, sạch sẽ luôn ha. Đây là cái ti, gọi là cái cây này là cây lái, thước lái ha, học máy. Đây là cái con này là con máy lạnh, cục lốc lạnh, tăng đơ, rất là sạch, là di chuyển ra. Rất là ok. Nói chung là xe này nè, cái hầm máy rất là chốt tốt luôn nha nè. Cái vỏ, còn đây là cái đèn người ta chế ha, người ta chế thêm ha, người ta chế thêm. Còn mấy cái này là ví dụ như mình không thích thì mình lột ha. Cái này Pháp Anh sợ bà con lột ra là nó sẽ có một cái dấu vết ha. Vỏ này phần trước này còn khoảng 80%. Cái kích thước lốp bánh này rất là lớn luôn. Xe này nó có vài chỗ chày xước lâm nhâm ha. Nói chung là bà con có thể mua về
thích thì tự đi sơn, chứ còn cái xe này Phan Anh bán vậy, chứ giờ Phan Anh mà sơn nó không có đúng màu. Tại vì cái chỗ Phan Anh sơn về cái công nghệ mà cái màu đỏ rất là khó, màu đỏ này nó khó lắm, không như những cái màu khác. Phan Anh cùng bà con coi cái máy nó nổ im ru, nổ đã thiệt á, máy nó cực chuẩn luôn. Cái này là cái gì đây, cái gì đây mà nguyên trang chai gì đây mình không biết luôn. Hôm nay nó có cái học này, để được nhiều đồ này. Máy nó nổ dễ thương thiệt á. Nổ quá dễ thương luôn. Nó êm ru à. Máy nó sạch thiệt á chứ. Nhìn cái máy nó đã. Mình mở cái nắp lên cho bà con xem thôi, nhưng mà không có cái tí gì hết, nói chung là nghiêm chỉnh á, máy rất là chuẩn. Dòng xe này Phan Anh nghĩ là nó cũng không hao xăng đâu, tại vì cái máy của nó quá êm, và cũng nghe nói là cái dòng xe này nó cũng chỉ có 8-9 lít gì đó hay là 10 lít gì đó, nói chung là tầm đó ha. Tại vì những cái con Camry mà đời cao lắm, nhưng mà nó cũng không hao xăng. Cho nên là anh em bà con nào mà đã dùng cái xe này rồi, hãy cho bà con Pháp Anh cái comment bên dưới để cho những cái người mà chuẩn bị mua xe này nè, người ta được biết và có thể người ta sẽ mua là chuẩn hơn. Chứ không phải là tự nhiên cái đi mua cái xe về nó hao xăng quá rồi lại không dám đi rồi lại bán lỗ. Cho nên là Pháp Anh cũng không muốn bà con như vậy đâu ạ. Thà bà con đúng cái người nào mua cái xe này đúng gu luôn, nói chung là chơi là chơi đúng gu luôn. Chứ không phải là mua xong cái về chạy được 2-3 bữa mang bán lại. Pháp Anh là không thích vậy ha. Đây như cái góc này nó bị một chày một chút xíu nè. Và cái chày này phải nghĩ là đánh bát nó hết hay gì đó. Cái này chắc mình nghĩ là không sao đâu. Tí à. Ở đây nó cũng bị chóc một chút xíu nè. Nhưng mà mình thấy nhìn cái hình dáng xe nó còn rất là sạch và đẹp luôn. Đó, anh em bà con nào ví dụ như là đam mê cái xe này hoặc là thích, hãy liên hệ trực tiếp cho Pháp ha. Và anh em mà giúp cho Pháp Anh là comment bên dưới và bình luận cái xe này coi có thể là 100 cây nó tiêu thụ bao nhiêu lít. Tôn rất là dày. Để bà con có thể là mang và mua cái xe đi gia đình cho thật tốt. Pháp Anh cũng cảm ơn và xin chân thành chúc cho tất cả anh em đến và mua những cái xe thật chuẩn ha, để cho anh em mình mua về đi khỏi có phải là bị vấp phải những cái xe dở rồi tốn kém rồi mất công là nhức đầu hai bên nữa. Thôi Pháp Anh kết thúc video và cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Nhớ chia sẻ và đăng ký cho mình nha.